tiên của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012, cuộc thi tìm kiếm những tài năng âm nhạc độ tuổi từ 16 đến 28 tuổi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Mây Quy tổ chức dưới sự đồng hành của tài trợ nhãn hàng Jazz, được truyền hình trực tiếp lúc 21 giờ vào thứ sáu hàng tuần trên sóng HTV9. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Lin Ajun, mã số 04. Oh,
trong phần dự thi của mình. Chúng ta có thể thấy rằng Yijalin Ajun đã chọn một ca khúc mang âm hưởng dân ca của dân tộc Ede cho vòng chung kết 1 của cuộc thi năm nay với tên gọi Đến với cao nguyên lời kinh của Nguyễn Cường. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin được mời nhạc sĩ Việt Anh. Chào bạn. Chúc mừng bạn đã thể hiện thành công ca khúc này. Tôi có một vài cái nhận xét, tức là thứ nhất là cách thể hiện của bạn rất là trong sáng và tươi mát. Chuyện đấy tôi rất là thích. Thế nhưng mà giống như đối với tôi thì vẫn còn thiếu một cái gì đó cần phải cháy bỏng hơn nữa của chất cao nguyên. Thì tôi thấy giá như là thêm được một chút nữa. Cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Việt Anh. Và bây giờ là những lời nhận xét của ca sĩ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Em có một chất giọng rất đặc biệt. Chị thì chị thích. Bởi vì trong các cuộc thi, khi mà một thí sinh ở Tây Nguyên bước ra thì chị luôn luôn tưởng tượng được và đoán trước được là sẽ hát như thế nào. Bởi vì là chưa thoát được cái bóng của tất cả những thế hệ đàn anh đàn chị đi trước. Nhưng mà riêng em thì chị lại thấy là em có cái của riêng mình, vẫn mang trong mình một trái tim Tây Nguyên, nhưng mà cái giọng của em rất sáng và rất văn minh. Chị là chị thích cái phần biểu diễn của em hôm nay. Xin cảm ơn nhạc sĩ ca sĩ Lưu Thiên Hương. Và bây giờ là số điểm mà ban giám khảo dành cho phần dự thi vừa rồi của thí sinh Yijalin. Nhạc sĩ ca sĩ Lưu Thiên Hương 19. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy 18,60. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam 18,40. Và nhạc sĩ Việt Anh 18,60. Quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng bình chọn cho Yijalin Ajun với cách thức soạn tin nhắn THTH khoảng cách 04 gửi đến tổng đài 84.